Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở công viên Ohori, công viên nổi tiếng nhất ở thành phố Fukuoka. Và trong video lần này mình sẽ đưa các bạn đi tham quan khu vườn cảnh Nhật Bản, hay còn có tên tiếng Hán là Nhật Bản Bình Viên, nằm trong quần thể công viên Ohori này. Khu vườn này được xây dựng từ năm 1984 và mang kiến trúc truyền thống của một vườn cảnh Nhật Bản. Thì vườn cảnh Nhật Bản mang ảnh hưởng từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như là văn hóa Trung Hoa, Phật giáo và Shinto giáo. Đặc điểm nổi bật nhất của mỗi vườn cảnh Nhật Bản đó là sự tập hợp năng đắc của các vật thể thiên nhiên thu nhỏ qua bàn tay của con người. Trong mỗi khu vườn Nhật Bản thì đều phải có các yếu tố như là cây, cỏ, lá, hoa, đá, nước và cá. Thiếu một trong những yếu tố này thì kiến trúc sẽ bị phá vỡ và khu vườn sẽ không được coi là khu vườn Nhật Bản nữa. Vườn Nhật Bản bắt đầu xuất hiện phổ biến từ thời kỳ Edo, khi mà các hoàng gia, quý tộc, tướng quân, địa chủ, chùa chiền và đền thờ đạo Shinto đều có vườn cảnh. Hiện nay thì khu vườn Nhật Bản có thể tìm thấy khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Ngoài ra, vườn Nhật Bản cũng xuất hiện ở các nước khác trên thế giới như là Mỹ, Australia hay là Anh. Tham bạn có thể tìm thấy những khu vườn Nhật Bản ở các đô thị lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt mình là một con suối nhân tạo. Con suối này được trang trí bằng những hòn đá đặt xung quanh. Những hòn đá này tượng trưng cho dải núi, và việc chọn lựa hay là sắp đặt các hòn đá này hoàn toàn có chủ ý và được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Kiểu vườn Nhật Bản này chú trọng vào việc tạo ra một không gian bình yên và tĩnh lặng, rất phù hợp cho người dân tới nghỉ ngơi và thư giãn. Mặc dù có những ý kiến cho rằng sân vườn Nhật Bản vay mượn ý tưởng của những mô hình vườn nhà Trung Quốc, nhưng thực tế cho thấy trải qua nhiều thế kỷ, thiết kế khu vườn Nhật Bản đã có bản sắc riêng và đậm chất văn hóa dân tộc của đất nước mặt trời mọc. Sân vườn được thu lại theo một tỷ lệ nhỏ đại diện cho quang cảnh và những địa điểm nổi tiếng trong một không gian nhỏ và đẹp. Cảnh núi và sông được thu nhỏ lại bằng cách dùng đá, cát và sỏi. Chủ nghĩa tượng trưng cũng được sử dụng hầu hết trong mỗi sân vườn Nhật Bản. Cát hay sỏi được tạo ra dáng như con sông, một khối đá và đá cuội có thể biểu tượng cho những hòn đảo nhỏ. Theo quan niệm của người Nhật, khu vườn là sự mô tả thiên nhiên một cách chính xác nhất và cũng thể hiện được lòng kính trọng của con người đối với tự nhiên. Sự hòa hợp của các yếu tố nước, đá và cây sẽ mang đến sự hài hòa cho khu vườn. Hồ nước trước mặt mà chúng ta có thể nhìn thấy bây giờ là đại diện cho sự tinh khiết và trầm lắng. Khi mà nhìn vào khu vườn truyền thống của Nhật Bản, chúng ta sẽ cảm thấy một không gian thanh bình đến lạ lùng. Nhưng điều đó không khiến người ta cảm thấy nhàm chán, ngược lại càng khiến chúng ta tò mò hơn và sẽ ngắm nhìn khu vườn lâu hơn, kỹ hơn để rồi tìm ra được sự cầu kỳ và tinh tế trong thiết kế của khu vườn, đồng thời khám phá ra góc sâu tâm hồn của mình. Trong khi đó, những yếu tố khác như đất cát sỏi là những yếu tố tĩnh bất biến, càng đem lại cảm giác tĩnh mịch. Và thế giới của khu vườn là một thế giới tĩnh mịch, cô đơn, trầm lắng, nhưng đồng thời cũng chứa đựng trong đó là sự hùng vĩ bao la và nguyên sơ của một tự nhiên. Chúng ta có thể thấy được một vẻ đẹp rất duyên dáng nằm trong sự mâu thuẫn này. Khác với một khu vườn phương Tây theo đuổi vẻ đẹp nhân tạo, sân vườn Nhật Bản xem trọng vẻ đẹp tự nhiên theo một hình thức lý tưởng. Về thiết kế sân vườn phương Tây thì được thiết kế theo kiến trúc đối xứng, trong khi đấy một khu vườn Nhật Bản thường được thiết kế theo hình tam giác cạnh không đều. Trước mặt chúng ta là cá koi, hay còn gọi là cá chép Nhật Bản. Loài cá này được xem là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý, nên rất nổi tiếng và được giới chơi cá cảnh khắp thế giới ưa thích. Giá của một chú cá koi này khá là mắc, dao động từ 6 đến 10 triệu đồng, nhưng những con lớn hơn có thể tới hàng trăm triệu đồng. Những chú cá này hoàn toàn không hề sợ người và bạn có thể tiến lại gần chúng và chúng không hề chạy đi. Cái thú vị mà mình muốn chia sẻ là nhiều lúc cống nước ở Nhật Bản rất sạch, tới mức mà những con cá chép này được nuôi ở đấy. Trước mặt chúng ta là một thác nước nhân tạo với dòng chảy róc rách giúp con người cảm thấy êm dịu và thư giãn. Nước là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong mỗi khu vườn Nhật Bản. Tuy vậy cũng có một thể loại vườn Nhật Bản không sử dụng nước, đó là vườn đá tiếng Nhật gọi là kare sansui. Kiểu vườn Nhật Bản này sử dụng đá, sỏi, cát sắp xếp lại tạo thành những hình gợi lên cảm giác sông, hồ, biển cả với núi đá, hòn đảo nhô lên. Video lần này của mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.